Ừ. Một cái nắng tôm mẹ này, mẹ như này. Ừ. Mẹ như này. Răng nhìn cái gì? Bố mẹ đang thương mẹ này. Ừ, bố đang thương mẹ thì răng. Bố kia tôm côi rồi. Phải là bố không phải. Không phải. Không phải. Được là con chưa sinh ra con cho nên là bố chỉ thương mẹ thôi, đúng không? Phát hiện ra điều bất ngờ trong ảnh cưới bố mẹ, bé gái khóc lóc thảm thiết khiến dân mạng cười bò. Nếu trẻ con luôn thu hút chúng ta bởi sự đáng yêu, dễ thương, thì đôi khi chính các bé cũng khiến người lớn rơi vào tình huống dở khóc dở cười bởi những suy nghĩ ngây ngô của mình. Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một bé gái khóc lóc thảm thiết khi xem ảnh cưới của bố mẹ. Cô bé đã có những phát hiện bất ngờ khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Trong clip, bé gái sau khi xem ảnh cưới của bố mẹ và nhìn thấy một tấm hình bố thơm mẹ đã oa khóc nức nở vì cho rằng bố không thơm con, không thương con thì thôi. Để trấn an bé gái, bố mẹ liên tục giải thích không phải bố mẹ không thương con mà lúc đó con chưa sinh ra nên bố chỉ thơm được mẹ thôi. Tuy nhiên, ở cái độ tuổi bất chấp lý lẽ này thì dù bố có giải thích hợp tình hợp lý đến đâu, bé gái vẫn quả quyết không cho thơm rồi tiếp tục nức nở. Chưa dừng lại ở đó, khi lật dở trang tiếp theo của cuốn ảnh cưới, bé gái lại tiếp tục nhặt được một bằng chứng chứng minh bố mẹ không yêu mình, liên tục chỉ vào một bức ảnh vô cùng ngọt ngào của bố mẹ. Bé gái nói, nhìn này, bố mẹ không cho em đi. Lúc này ông bố đành phải nhảy số, nghĩ ngay ra một cách giải thích thuyết phục hơn. Mẹ đã coi anh, nhưng không được khóc rồi chị. Nhìn này. Nhìn răng, kìa, nhìn răng. Anh yêu không cho em. Không phải là bố mẹ không cho em mẹ đi. Mẹ nói đó chứ, thôi này kêu mặc váy ra thịt mưa mẹ cho đi. Rồi. À nhớ rồi, bố nhớ rồi, cái anh nghĩ là lúc nữa con đang đứng bên ngoài cầm hoa. Chỉ đến đây em bé mới nín khóc và tiếp tục chiêm ngưỡng những bức ảnh cưới vắng mặt mình một cách an tâm hơn. Video sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú, nhiều người đã để lại những bình luận hết sức dí dỏm. Chụp ảnh cưới đẹp như thế mà không rủ người ta thì người ta dỗi là đúng rồi. Cưới nhau, ôm hôn nhau thắm thiết thế kia mà không cho em nó đi thì em nó chả khóc. Giống y như con em, cũng nhìn ảnh cưới của ba mẹ rồi hỏi, sao không có con? Mà nó đâu có biết rằng lúc đó nó còn chưa có trong bụng nữa ấy chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.